xúc động, rất là xúc động. Các đệ đã họp mặt nơi đây tổ chức một bữa để chúc mừng nhân ngày 20 tháng 11 của thầy, ngày nhà giáo. Và thầy thấy là có rất nhiều cái món quà tinh thần, rất nhiều hoa, và có một bức tranh anh Nguyễn Văn Trí đây là học trò mới vào lớp nhưng mà đã tặng một bức tranh gạo hàng triệu hạt gạo để trở thành một bức tranh thì vừa nãy là đã chụp hình rồi. Thế ngoài ra thì anh Trí có tặng thầy bộ này, bộ đang mặc này, để chúng ta vỗ tay rất nhiều hoa, rất nhiều hoa, bữa cơm rất đẹp, phòng ấm cúng phải không ạ? Đấy, rồi làm một tràng vỗ tay và chúc chúng ta mọi người luôn vui khỏe, hạnh phúc và tu tập thành công. Và cái quan trọng là tấn tài tấn lộc, đúng không ạ? Nào, nào, nhất nào, nhất nào, ngồi 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 thôi nào, vui trở lại nhé. Hai ba, vui. Hai ba, trẻ. Hai ba, khỏe. Rồi xin mời. Đây là bức tranh của học trò tôi là Nguyễn Văn Trí tặng mà làm hoàn toàn bằng gạo. Chắc từng hạt gạo một ở đây không biết là bao nhiêu triệu hạt gạo. Rất là cảm ơn Trí đã có một cái tình cảm tốt đẹp của nhân ngày 20 tháng 11. Rồi xin chào. Rồi. Thầy cho nói một câu nhân ngày nhà giáo Việt Nam đấy. Chắc tôi sẽ có với anh em hiện tại đúng không ạ? Tôi ghi cho chân truyền cho thầy ở sau một cách nhìn về vấn đề cảm xạ năng lượng. Thầy cho thầy ở sau. Rồi. Nhưng em thực tế là chân truyền thầy ở sau để lại trầm tích từ thầy. Đây là nền tảng để phát triển. Thầy trả lời. Thế thì câu sấm trạng của thầy nhé. Sấm trạng luôn, chân truyền luôn. Đó là gì? Cảm xạ đó là anh sẽ cảm nhận. Anh phải quản trị được tất cả mọi năng lượng từ ở phía ngoài anh và trong cơ thể của anh, trong não của anh. Nếu anh không quản trị được thì không thể nào mà anh gọi là đệ tử chân truyền của cảm xạ được. Cảm xạ là anh phải cảm nhận những tia xạ mà mắt thường không nhìn thấy được, nó tương đối, nếu như người nào không luyện gọi là tâm linh, nhưng không phải tâm linh, mà não bộ của chúng ta tất cả ai đều có giống nhau như đúc. Chỉ có điều là tôi đưa ra một cái phương pháp luyện tập để cho hàng triệu người có thể luyện được và giống nhau như đúc. Chẳng qua là có một cái cảnh báo là cái thứ nhất, đừng cái tôi to. Cái thứ hai, đừng có mơ tưởng hão huyền là cũng hỏng. Cái thứ ba là mong cầu để đi kiếm tiền nhờ cái nghề này cũng đứt, mà anh hãy luyện đi. Và có một ngày nào đó, một cái giờ nào đó, cây của anh trổ bông và đậu được quả thì anh mới có thể ăn cơm của thiên hạ được. Tức là lúc đó anh giống tôi, tức là tôi bậc thầy thiên hạ và tôi mở lớp để tôi thu tiền. Đó là cái mà chúng ta phải nhớ một điều, là cái đó là cái tối hệ quốc trong não của các bạn. Rồi, xin cảm ơn thầy. Thiền, thầy nói mãi ở trên mạng rồi. Thiền không phải là dễ, cực khó. Bởi vì anh không quản trị được thân tâm. Anh không biết anh là ai. Anh không biết đường khí đi đâu. Và nói xin lỗi, khi anh đang truyền tải cái đường khí, anh đang điều tức cái khí đi vào cái vùng, thí dụ Luân Xa Ba, nhưng mà đầu anh lại nghĩ cái khác. Đầu anh lại đang nghĩ là ôi cái thằng kia nó hại mình, bây giờ mình phải làm sao hại nó lại, phải cho nó, dạy cho nó một bài học đó. Thì khí lúc ý nó trở thành xung khí và bạn sẽ bị bệnh. Khi ngồi thiền, tư duy và thân phải hợp nhất thì mới thiền nổi. Cái thứ hai, phải cho sắc sắc không không, không 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 sắc. Đấy là câu rất đơn giản, nhưng bây giờ thế này: sắc không không sắc, không sắc sắc không. Nếu ai luyện được hai câu cuối mới là chuẩn. Có nghĩa là có và sẽ không, và không sẽ là có, và không sẽ là có, và có sẽ là không, và có cái không có
không có, xong có cái là có không không có. Có nghĩa anh phải luyện được đến cái chiêu cuối cùng là có, tức là bản thể của anh rất là tốt, năng lượng anh rất là tốt, nhưng vì cái mưu cầu, vì cái thủ đoạn của anh trở thành không. Và bây giờ anh phải luyện làm sao từ không nó lại đến có, thì đấy mới là luyện. Và để một thân tâm hợp nhất phải như thế. Còn không phải cái chuyện mà anh ngồi thiền, anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật để anh thành công, không bao giờ có chuyện đấy. Rồi, rất hay nha, cảm ơn thầy. Đấy, tôi nhớ là học ở trong Hà Đông và chỉ học có mấy ngày thôi, dính 102.5 kg. Lúc ấy bạn ấy để cái đầu chọc để đầu ơi ơi bị đẹp, quay 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 rất vui, có rất nhiều người ở đây. Cảm ơn mọi người. Hôm nay tôi mặc cái bộ này có được không thì comment nhá.